Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Với những ai đã từng có một tuổi thơ dữ dội bên cạnh những chiếc tivi anten, cứ hơn một tí lại nhiễu xèo xèo, lại phải chạy đi chạy lại để xoay cột anten đi đủ các hướng, thì nhân vật Nguyễn Thành Luân được thủ vai bởi cố nghệ sĩ Chánh Tín cho loạt phim Ván Bài Lật Ngửa chắc hẳn sẽ khiến nhiều bạn, nhất là các bạn nữ, mất ăn mất ngủ bởi độ đẹp trai và sự trí tuệ tới mức chuẩn mực của một nhà tình báo. Đặc biệt, Nguyễn Thành Luân không phải là một sản phẩm hư cấu, nguyên mẫu để tạo ra huyền thoại màn ảnh Việt này. Trên thực tế là một huyền thoại khác của tình báo Việt Nam. Thay vì thu thập thật nhiều thông tin tình báo quý giá về cho ta, nhà tình báo này lại có nhiệm vụ tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn hảo tới mức leo rất cao trong hàng ngũ chính quyền Sài Gòn. Nhờ đó, ông lợi dụng chức vụ ở ngoài sáng của mình để đường đường chính chính thực hiện nhiều phi vụ động trời. Và ông chính là Phạm Ngọc Thảo. Một gia đình cách mạng. Phạm Ngọc Thảo sinh ngày 14 tháng 2 năm 1922 trong một gia đình trí thức giàu có ở Vĩnh Long theo đạo Công giáo. Thân sinh của ông là cụ Adrian Phạm Ngọc Thuần, một kỹ sư trắc địa và là một điền chủ giàu có nổi tiếng Nam Bộ mang quốc tịch Pháp. Theo nhiều tài liệu thì gia đình Phạm Ngọc Thảo có tới hơn 4.000 mẫu đất và hàng ngàn bất động sản ở Nam Bộ. Nhưng có một điều mà không ai nghĩ tới là đây là một gia đình yêu nước có truyền thống. Ông nội của Phạm Ngọc Thảo là cụ Phạm Ngọc Lành. Tuy là một thương gia lớn ở Nam Bộ thời Pháp thuộc, song cụ Lành sinh thời không có dính dáng gì tới người Pháp mà còn tích cực ủng hộ, hậu thuẫn cho các phong trào yêu nước chống Pháp từ trước khi có cách mạng. Ngay cả phong trào Cần Vương ở tận miền Trung, cụ cũng gửi tiền của hậu thuẫn. Nhiều bậc tiền bối của cách mạng ở Nam Bộ đã dựa vào gia đình này để nhen nhóm phong trào. Tuy sau này cụ phải cho con cháu gia nhập quốc tịch Pháp để tự vệ, nhưng cứ khi nào có dịp thì gia đình này lại nhẹ nhàng đem hết gia sản và con cái ra cống hiến. Bởi vậy, không có gì là lạ khi dù anh chị em của ông cũng có quốc tịch Pháp, sang Pháp du học và đều trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư và có cuộc sống dư giả. Nhưng một khi đất nước đứng lên, họ cũng sẵn sàng gạt bỏ hết để đồng cam cộng khổ với dân, với nước. Anh ruột của ông, luật sư Gaston Phạm Ngọc Thuần, tham gia thanh niên tiền phong chống Pháp cùng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch từ năm 1943, sau đó tham gia khởi nghĩa giành chính quyền và làm tới chức Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam Bộ. Một người anh khác, ông Lucien Phạm Ngọc Hùng, cũng từ Pháp về nước tham gia kháng chiến, sau này là Ủy viên Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sau khi Đỗ Tú Tài ở Sài Gòn, do đại chiến thế giới thứ hai nổ ra, Phạm Ngọc Thảo không sang Pháp mà ra Hà Nội học, tốt nghiệp bằng kỹ sư công chánh năm 1942 và về làm việc tại Sài Gòn từ năm 1943. Và rồi, theo chân gia đình, ông tham gia cách mạng tháng 8 năm 1945 ngay từ những ngày đầu. Và khi Pháp quay lại xâm chiếm Nam Bộ, ông tuyên bố hủy bỏ quốc tịch Pháp, lên đường cầm súng đi kháng chiến. Năm 1946, ông được cử đi học trường võ bị Trần Quốc Tuấn ở Sơn Tây. Sau khi tốt nghiệp khóa 1 trường này, ông lập tức trở về miền Nam chiến đấu và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của kháng chiến như tiểu đoàn trưởng, trung đoàn phó, trưởng phòng mật vụ Nam Bộ. Với những đồng chí thân thuộc, họ chỉ nhìn thấy ở ông là một con người hiền lành, tinh tế nhưng cũng rất hoạt bát. Nữ tình báo Tám Thảo, tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Nhung, còn chẳng ngần ngại mà body shaming ông. Anh không đẹp, mắt lé, da ngăm ngăm, thế nhưng nụ cười của anh thì luôn nói với mọi người rằng anh là người tốt. Về sau, trong mỗi lần nhờ bà chèo đò di chuyển, ông Thả đã tặng bà bó hoa rừng nho nhỏ, lúc nào cũng đã héo rũ do cả hoa và người đều phải trải qua một ngày hoạt động mệt mỏi. Chính Phạm Ngọc Thảo là người đã trực tiếp hộ vệ đưa ông Lê Duẩn từ Phú Yên, nơi đóng trụ sở Ủy ban Hành chính Kháng chiến miền Nam Việt Nam, về chiến trường Nam Bộ để lãnh đạo kháng chiến. Bản lĩnh, tài năng, mưu trí và phẩm chất của Phạm Ngọc Thảo trên chiến trường đã chinh phục niềm tin của vị bí thư xứ ủy rằng đây sẽ là một nhà tình báo đại tài và kiên trung. Bởi vậy, từ khi Hiệp định Geneva được ký kết, Phạm Ngọc Thảo được đích thân bí thư xứ ủy Lê Duẩn chỉ định ở lại miền Nam với nhiệm vụ chiến lược là thâm nhập vào hàng ngũ cao cấp của chính quyền Sài Gòn để phục vụ cho mục tiêu thống nhất đất nước. Ông Lê Duẩn giới thiệu Phạm Ngọc Thảo với các ông Ma Chí Thọ, ông Mười Hương, Trần Quốc Hương và ông Cao Đăng Chiếm. Kể từ đây, cuộc đời của một trong số những nhà tình báo vĩ đại nhất của Việt Nam đã bắt đầu. Những bước tiến ban đầu. Tuy ở lại hoạt động ở miền Nam, nhưng hai ông Ma Chí Thọ và Cao Đăng Chiếm lại quá nổi tiếng, Đảng không cho phép vào sống ở Sài Gòn. Chỉ có ông Mười Hương là có thể vào Sài Gòn sống hợp pháp vì ông là cán bộ từ ngoài Bắc vào,
không ai biết. Do đó, ông Mười Hương đã bàn bạc cụ thể với Phạm Ngọc Thảo về đường hướng, phương thức hoạt động và trực tiếp liên lạc với Phạm Ngọc Thảo ngay tại Sài Gòn. Ông Mười Hương trở thành người chỉ huy của Phạm Ngọc Thảo trong thời kỳ đầu. Tuy nhiên, thời gian này rất ngắn vì sau đó ông Mười Hương bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam ở Huế. Thực ra, anh em ông Ngô Đình Diệm trọng dụng Phạm Ngọc Thảo không chỉ vì ông Thảo có cái tài năng và có tư cách, mà Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu cũng như Trần Kim Tuyến chắc chắn là không ngủ. Họ biết rất rõ nhiều thành viên trong gia đình của Phạm Ngọc Thảo đang ở phía bên kia và bản thân của ông cũng từng theo cách mạng. Sau khi lên cầm quyền ở miền Nam, Ngô Đình Diệm thực hiện khẩu hiệu phản đế, bài phong để xây dựng một chế độ quốc gia cạnh tranh với những người cộng sản. Thế nhưng, điều mỉa mai là hầu hết các tướng và sĩ quan chức cao cấp chính quyền của họ đều là những sản phẩm do người Pháp để lại. Anh em họ Ngô rất cần có những tri thức tham gia chống Pháp ở bên cạnh mình và rất cần sự hậu thuẫn của những gia đình có truyền thống yêu nước như gia đình Phạm Ngọc Thảo để làm nền móng cho chế độ. Phạm Ngọc Thảo và cấp trên của ông không bao giờ đánh giá thấp anh em Ngô Đình Diệm. Nếu đánh giá thấp đối phương thì không thể có được ván bài lật ngửa ngoạn mục. Theo Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Lê Duẩn giao cho ông Phạm Ngọc Thảo là tìm cách thâm nhập càng sâu càng tốt vào bộ máy chính quyền Sài Gòn và tùy cơ ứng biến. Ông Thảo không có trách nhiệm báo cáo bất cứ chuyện gì với bất kỳ ai. Khi có việc cần thiết, có thể trao đổi với người lãnh đạo mà ông Thảo thấy đủ tin tưởng. Nếu không thấy cần thiết thì không trao đổi. Ông Thảo hoạt động độc lập, tự do hành động, không bị bất cứ một chế định nào. Sau khi thống nhất đường hướng, phương thức hoạt động với ông Mười Hương, Phạm Ngọc Thảo vào Sài Gòn bắt đầu tàng hình bằng một ván bài lật ngửa. Theo ông Mười Hương, nếu không thừa nhận anh em Ngô Đình Diệm là những người yêu nước theo cách của họ, nếu không thừa nhận họ là những người có tinh thần dân tộc, muốn xây dựng một chế độ quốc gia không cộng sản, thì Phạm Ngọc Thảo khó mà dám ngửa bài. Phạm Ngọc Thảo không những chủ động công khai cái lý lịch kháng chiến, mà còn công khai tự hào về quãng đường mình đã đi theo Việt Minh chống Pháp. Ông đã khôn ngoan biến cái lý lịch kháng chiến thành một lợi thế thứ hai, lợi hại hơn, cùng với cái gốc nhà Công giáo giống gia đình Diệm. Khi về Sài Gòn, sau khi thu xếp nơi ăn chốn ở cho gia đình, vợ chồng ông không vội tiếp cận với gia đình họ Ngô mà ông Dung đi dạy học. Thêm một điều đáng lưu tâm nữa là vợ ông, bà Phạm Thị Nhiệm cũng là một trí thức tham gia kháng chiến. Bà Nhiệm là em gái giáo sư Phạm Thiều, lúc đó là giám đốc nha giáo dục phổ thông Nam Bộ. Ban đầu, do Phạm Ngọc Thảo không hồi tránh nên tất nhiên không có giấy tờ hồi tránh. Ông bị an ninh quân đội nhiều lần truy bắt, phải rất khôn ngoan ông mới trốn thoát. Thấy tình hình này không ổn, ông về Vĩnh Long. Theo kế hoạch, việc đầu tiên ông làm là đến thăm giám mục Ngô Đình Thục, anh ruột của Ngô Đình Diệm. Đức cha Thục rất thân thiết với gia đình Phạm Ngọc Thảo, từng là người làm lễ rửa tội cho ông và coi ông như con ruột. Ngô Đình Thục đã bảo lãnh cho Phạm Ngọc Thảo vào dạy tại một trường trung học. Sau đó, cũng từ sự giới thiệu của Đức cha Thục, Phạm Ngọc Thảo quay lại Sài Gòn làm việc tại viện hối đoái do ông Huỳnh Văn Lang, một học trò cũ của Đức cha Thục, làm giám đốc. Nhờ có Đức cha chống lưng, trở lại Sài Gòn, lần này ông hoàn toàn không bị an ninh quân đội làm khó dễ. Sau khi Ngô Đình Diệm phế truất Bảo Đại, Ngô Đình Thục liền tiến cử ông Thảo, bảo đây là một nhân tài cần được trọng dụng. Tuy nhiên, do chưa thấy ông Thảo có tài năng gì đặc biệt, nên họ cũng chỉ bố trí cho ông là những chức vụ khiêm tốn như đại úy đồng hóa, tỉnh đoàn trưởng bảo an, v.v. Leo cao trong nghi kỵ. Năm 1957, ông Huỳnh Văn Lang khi ấy là giám đốc viện hối đoái và là bí thư liên kỷ Nam Bắc Việt Nam của Đảng Cần Lao, đã cho xuất bản tạp chí Bách Khoa. Phạm Ngọc Thảo được mời là một thành viên sáng lập và tham gia ban biên tập tạp chí. Tờ Bách Khoa qua nhiều thăng trầm, thế nhưng vẫn tồn tại cho tới năm 1975. Thấy đây là một cơ hội thể hiện mình, Phạm Ngọc Thảo đã có mặt từ số báo đầu tiên. Và chỉ tính riêng trong năm 1957-1958, ông đã cho đăng liên tục và dồn dập hàng loạt bài trên tạp chí này, tập trung đề tài về quân sự mà ông Hoàng Đạo Thúy từng dạy. Thế nào là một quân đội mạnh? Đánh giặc mà không giết người. Góp ý về thiên mưu công trong binh pháp tôn tử. Một số ý kiến về lãnh đạo tinh thần một đơn vị quân đội. Vấn đề kinh tế tự túc trong quân đội. Lực lượng quân sự cơ động và lực lượng địa phương. Quân đội và nhân dân. Quân đội bình định đem lại bình an hay oán hận. Quan niệm về quân sự hiện đại. Những bài báo đó thực sự đã khiến tên tuổi của ông vang xa bởi một mặt nó thể hiện một trình độ quân sự đã ở mức cực kỳ cao, một mặt nó công khai ca ngợi chiến công chống ngoại xâm
và hành động vì dân vì nước của quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, lên án những hành vi phi nghĩa của quân đội phản nhân dân. Những bài báo gây sốc của Phạm Ngọc Thảo đã tạo một tiếng vang lớn. Chúng được giới quân sự, chính trị ở Sài Gòn cũng như các chuyên gia CIA và tình báo nước ngoài rất quan tâm. Họ so rất kỹ để biết Phạm Ngọc Thảo là ai. Ngay cả cấp trên của ông Thảo cũng hồi hộp lo lắng về nước cờ cao nhưng liều lĩnh của ông. Nước cờ cao này sẽ khiến cho những kẻ chống cộng nghĩ ông là một cộng sản nằm vùng. Dù bọn họ là số đông nhưng ông không quan tâm. Họ không phải là đối tượng để ông gửi thông điệp. Thông điệp mà Phạm Ngọc Thảo muốn gửi tới là Ngô Đình Nhu và bộ tham mưu cao cờ của ông Nhu, đặc biệt là Trần Kim Tuyến. Quả nhiên, những bài báo đó không lọt khỏi mắt xanh của Ngô Đình Nhu và Trần Kim Tuyến. Mong muốn xây dựng một đội quân có năng lực đã khiến Diệm phải trọng dụng ông ngay và luôn. Ông gia nhập đảng Cần Lao và được đưa vào ban tuyên huấn đảng này, được thăng quân hàm thiếu tá, rút về làm việc tại Sở Nghiên cứu Chính trị và Xã hội, là cơ quan mật vụ phủ tổng thống do Trần Kim Tuyến làm giám đốc. Việc Phạm Ngọc Thảo được trọng dụng khiến cho không ít nhân vật cao cấp trong chính quyền tức tối. Tướng Mai Hữu Xuân, giám đốc an ninh quân đội, không những nghi ngờ mà còn quả quyết cho rằng Phạm Ngọc Thảo chính là cộng sản. Sau này, ông ta nói với tổ cấp: "Mỗi lần vào Dinh Độc Lập, tôi thấy cánh trái của Dinh ửng lên đỏ loét." Ý ám chỉ văn phòng Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội nơi ông Thảo đang làm, do chỗ đó nằm ở cánh trái của phủ tổng thống, bên cạnh văn phòng của cố vấn Ngô Đình Nhu đang bị tên cộng sản Phạm Ngọc Thảo thao túng. Đỏ loét ở đây ám chỉ ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản. Thế nhưng, những báo cáo về Phạm Ngọc Thảo của các cơ quan an ninh, cảnh sát đều bị ông Diệm và ông Nhu bỏ ngoài tai, vì ít nhất trong giai đoạn này, ông còn đang rất cần thiết với họ. Tại các cuộc họp của đảng Cần Lao, trong khi những người khác chỉ nói theo, không ai dám làm trái ý Ngô Đình Nhu, thì Phạm Ngọc Thảo lại rất thẳng thắn. Sự thẳng thắn đó làm chính Ngô Đình Nhu rất hài lòng. Một lần ra hành lang cuộc họp, Ngô Đình Nhu nói với những người thân cận về Phạm Ngọc Thảo: "Thằng này đúng là thằng dân tộc chủ nghĩa, đậm chất Nam Bộ." Lời nhận xét đó được một cơ sở của ta nghe được và nói lại với ông Mười Hương, làm ông rất đắc chí. Phạm Ngọc Thảo còn phản đối những hành vi vô nhân đạo trong chính sách tố cộng của ông Ngô Đình Diệm. Ông nói với Đức Cha Thục rằng việc chống cộng kiểu lê mé chém đi khắp nơi thế này là thua cộng sản, rằng chống cộng càng tàn bạo bao nhiêu thì càng khiến cho dân chúng thấy Việt Minh nhân ái hơn bấy nhiêu. Ngô Đình Thục tán đồng ý kiến này và thuật lại với Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm thấy có lý. Những màn đấu cân não với ông cố vấn. Tuy nhiên, Ngô Đình Nhu vốn là một con cáo già, nên dù trọng dụng ông, song vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Một lần, ông Nhu rủ ông Thảo đi chơi bằng cano trên sông Cửu Long. Ông Nhu đột ngột hỏi: "Nhiều cán bộ Việt Minh sau Hiệp định Geneva về làm việc cho quốc gia, họ chỉ cho quốc gia bắt được nhiều cán bộ cộng sản nằm vùng quan trọng. Anh Thảo về làm việc cho quốc gia được một thời gian rồi, sao chưa thấy anh Thảo chỉ bắt được ai?" Câu hỏi thật hóc búa, nhưng Phạm Ngọc Thảo thì không hề lúng túng. Ông bình thản nói: "Trước đây đi kháng chiến, tôi hợp tác với người cộng sản dưới ngọn cờ Việt Minh đánh Tây để giải phóng Tổ quốc. Nay đất nước chia đôi, miền Bắc giao cho cộng sản, miền Nam giao cho quốc gia. Tổng thống và anh Nhu là người quốc gia yêu nước, muốn kiến thiết lại xứ sở sau bao nhiêu năm bị chiến tranh tàn phá. Nếu tôi đem hết sức lực làm việc cho Tổng thống, tôi nghĩ Tổng thống và anh Nhu là những người quân tử, dùng người theo cách của người quân tử. Nếu tôi chỉ cho chính quyền bắt những đồng đội cũ của tôi, thì tôi là kẻ tiểu nhân đáng khinh bỉ. Liệu những người quân tử như Tổng thống và anh có thể trọng dụng được kẻ tiểu nhân đáng khinh bỉ như vậy không?" Ngô Đình Nhu đuối lý nhưng rất thích câu trả lời đó, bảo chỉ hòa đùa vậy thôi và xin lỗi ông Thảo. Một lần khác, để chắc chắn ông không còn dính dáng tới cộng sản, ông Nhu còn bắt ông Thảo thẩm vấn Hà Minh Chí, người đã ám sát hụt Ngô Đình Diệm tại Buôn Ma Thuột vào ngày 22 tháng 2 năm 1957. Cuộc thẩm vấn này về sau cũng được ta coi là mẫu mực trong những trường hợp quân ta phải thẩm vấn quân ta. Ngay sau khi xảy ra vụ ám sát bất thành, trong cuộc thẩm vấn chấp nhoáng tại Buôn Ma Thuột, Hà Minh Chí đã theo kế hoạch của ông Mai Chí Thọ mà khai, hành động theo sự chỉ đạo của Mai Hữu Xuân và Dương Văn Minh. Ngô Đình Nhu giật thót do đang nghi hai ông tướng thân Pháp này sẽ làm phản, nên nhanh chóng giăng một loạt bẫy để điều tra những người ông ta nghi ngờ. Ngô Đình Nhu liền lệnh cho Mai Hữu Xuân đích thân di lý Hà Minh Chí từ Buôn Ma Thuột về Sài Gòn bằng trực thăng. Nếu Xuân đứng sau vụ ám sát, có thể ông ta sẽ đạp sát thủ rơi khỏi máy bay để diệt khẩu. Khi đó, người do ông Nhu cài vào sẽ đạp nốt Xuân rớt theo, và Nhu sẽ thu xếp cho báo giới rằng
đó là một vụ tai nạn. Nhưng Xuân hoàn toàn không biết nên vẫn vô tư thực hiện nhiệm vụ. Về tới Sài Gòn, sau những đòn tra tấn tàn bạo, Hà Minh Chí được đưa lên phòng thẩm vấn, mà người trực tiếp thẩm vấn chính là Phạm Ngọc Thảo. Trong khi Ngô Đình Nhu và Trần Kim Tuyến ngồi hút thuốc, tập trung quan sát cuộc thẩm vấn. Đây rõ ràng cũng là một bài thử nặng đô của ông Nhu với ông Thảo. Chỉ cần một chút sơ suất, ông cùng ông Chí sẽ bị tống ngay ra Côn Đảo. Lúc ấy, Mười Chí không biết ông Thảo là đồng chí, nhưng cảm nhận ở người ấy sự trầm tĩnh, lịch thiệp và có một chút gì là lạ, nhất là trong ánh mắt nhìn về sát thủ. Bước vào cuộc thẩm vấn, sau những câu hỏi thủ tục như tên họ, quê quán, nghề nghiệp, Phạm Ngọc Thảo hỏi rõ ràng từng chữ. Ai chỉ đạo anh ám sát Tổng thống? Bị cáo khai. Tập đoàn Mai, Dương, Nguyễn bên trong cấu kết với tập đoàn Hình, Tâm, Hữu bên ngoài, sử dụng mặt trận Cao Thiên Hòa Bình tổ chức giết Ngô Đình Diệm, lật đổ chính quyền thân Mỹ, lặp lại chính quyền thân Pháp ở miền Nam. Người chỉ huy trực tiếp là Thiếu tướng Cao Đài Nguyễn Văn Mạnh và Đại tá Cao Đài Nguyễn Văn Đờn. Với đôi mắt như động viên, khuyến khích, Phạm Ngọc Thảo yêu cầu phạm nhân giải thích rõ lời khai của mình. Hà Minh Chí nói rằng, Mai Dương Nguyễn, tức Mai Hữu Xuân, Tổng Giám đốc Nha An ninh Quân đội, Dương Văn Minh, Tư lệnh Biệt khu Thủ đô kiêm Tổng trấn Sài Gòn Gia Định, và Nguyễn Hữu Châu, anh rể Trần Lệ Xuân, tức anh em đồng hào với Ngô Đình Nhu, Bộ trưởng Phủ Tổng thống. Còn Cao Thiên Hòa Bình, tức Cao Đài, Thiên Chúa, Hòa Hảo, Bình Xuyên. Phạm Ngọc Thảo cố tình hỏi đi hỏi lại chuyện Mai Dương Nguyễn làm nội tuyến tổ chức vụ ám sát để khiến hai người theo dõi là ông Nhu và Trần Kim Tuyến bên ngoài quay cuồng lên. Và câu hỏi cuối cùng của Phạm Ngọc Thảo là, anh có thấy tiếc khi không giết được Tổng thống Ngô Đình Diệm không? Vừa hỏi, viên thiếu tá vừa đưa mắt về phía Mười Chí như muốn nói, không cần trả lời. Bị cáo hiểu ý, nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói, tôi bị tra tấn suốt mấy ngày qua, đầu óc không còn tỉnh táo để nghĩ ngợi chuyện gì hết. Và từ lời khai này, Mai Hữu Xuân phải rời chức Tổng Giám đốc Nha An ninh Quân đội, đi làm đại sứ ở Philippines. Dương Văn Minh cũng rời Biệt khu Thủ đô để về làm sĩ quan cạo giấy ở Bộ Quốc phòng. Luật sư Nguyễn Hữu Châu nhờ vợ là Trần Lệ Chi mật báo nguy hiểm đã trốn sang Campuchia, rồi qua Pháp sống lưu vong. Còn hung thủ Hà Minh Chí tiếp tục trải qua những năm tháng lao tù khổ ải với bản án tử tù không số. Dẫu sao, lợi dụng bẫy địch giăng ra để phân hóa được địch thì đây chính là đòn hiểm mà nhà tình báo Phạm Ngọc Thảo đã làm được. Vào năm 1993, vợ của Phạm Ngọc Thảo từ nước ngoài về đã tìm tới Tây Ninh thăm ông Mười Chí. Bà kể rằng lúc ấy Phạm Ngọc Thảo về nhà kể cho vợ nghe vụ ám sát và cuộc thẩm vấn hung thủ. Ông đã tỏ ra khâm phục sự can đảm, những câu trả lời thông minh của người ám sát Ngô Đình Diệm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Sau khi vượt qua được những màn thử thách của anh em Diệm Nhu, cũng như đã thể hiện được rõ mình là một con người có năng lực, Phạm Ngọc Thảo cứ thế tiến sâu, leo cao vào ngũ của chính quyền Sài Gòn. Từ đây, những phi vụ động trời lở đất đã được ông đạo diễn nên. Gửi chứng cho ác mà không hay. Với những minh chứng rõ ràng về năng lực, lại còn đưa ra nhiều phân tích rất có lý về việc làm sao để giải quyết được các phong trào cộng sản trong nhân dân. Ngô Đình Diệm đã quyết định thăng ông làm trung tá, bổ nhiệm làm tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa, tức tỉnh Bến Tre, vào đầu năm 1961, nơi đang diễn ra cuộc đồng khởi lịch sử. Nhưng tưởng đây sẽ là nước cờ hay khi giúp cho chính sách thân dân của ông Thảo có chỗ thực hành. Thế nhưng, điều không ngờ nhất là Diệm đã gửi chứng cho ác mà không hay. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông đề nghị trực tiếp với Ngô Đình Diệm 3 yêu cầu và đều được chấp thuận luôn. 1. Là ổn định tình hình Bến Tre, không phải bằng bạo lực mà là chính trị, vì ông không thể hành động như những quân nhân võ biển khác. 2. Nếu bắt được Việt Cộng, có đủ bằng chứng cho lập phiên tòa xét xử. 3. Tỉnh trưởng Bến Tre được đặc cách chỉ báo cáo với Tổng thống, không qua một ban, bộ nào. Với bình phong bất lợi, thế nhưng ông đã cung cấp được nhiều tin tức, tài liệu liên quan tới các cuộc hành quân của địch trong tỉnh và quân khu, đã ngăn chặn và hạn chế thiệt hại do các cuộc hành quân quy mô lớn của địch gây ra. Lợi dụng chức vụ tỉnh trưởng, ông đã đẩy được một số trung đoàn của Sư đoàn Bộ binh 3 Việt Nam Cộng Hòa, 5 tiểu đoàn biệt động quân mà chính quyền Sài Gòn đưa về để đàn áp phong trào du kích Bến Tre ra khỏi tỉnh. Hoặc khi địch mở cuộc hành quân ở khu vực nào đó, ông đã bí mật báo cáo cho lực lượng quân giải phóng biết để đối phó. Về làm tỉnh trưởng được một thời gian, ông Thảo thả tới hơn 2.000 tù chính trị, trong đó có ông Võ Viết Thanh, sau này là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nó là thực hiện chính sách thân dân của Ngô Tổng thống,
bất chấp những lời tố cáo ông liên tục gửi về Sài Gòn. Theo tài liệu ghi chép lại của ông Sáu Chí, trưởng ty công an Kiến Hòa lúc đó đã báo cáo với Thiếu tướng Nguyễn Văn Là, Tổng Giám đốc Công an Cảnh sát như sau. Ông tỉnh trưởng này khả nghi quá. Những cuộc hành quân bố giáp của ngành an ninh trong vùng Cộng sản mới chiếm được đã bắt được rất nhiều người đem về để ra soát, tìm những tên đầu sỏ nhằm tiêu diệt lực lượng Cộng sản từ cơ sở. Nhưng chúng tôi chưa kịp thẩm vấn ai, chưa kịp làm gì, thì ổng cho thả gần như 99%. Không cơ quan an ninh nào muốn làm việc nữa. Nếu hành quân đem về buổi chiều, ông bảo đem một số người bị bắt vào dinh ông nghỉ tạm. Mấy bà già và phụ nữ lớn tuổi, ổng đem lên lầu ở, số còn lại thì ở bên dưới. Ban đêm còn nấu cháo gà đãi. Sáng ra, ông cho tập hợp lại để nói chuyện chính trị, tuyên truyền chính sách thân dân của Ngô Tổng thống, xong rồi cho thả về hết. Có người còn được cấp tiền xe. Hành động của Phạm Ngọc Thảo tại Bến Tre đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn lực lượng cách mạng, tạo điều kiện mở rộng cuộc đồng khởi ở miền Nam. Nhưng đó là nhận định sau này khi đã biết Phạm Ngọc Thảo là người của ta. Còn lúc đó, nhận định của tỉnh ủy Bến Tre thì hoàn toàn ngược lại, do không biết ông là người của mình. Theo nhận định của tỉnh ủy lúc đó thì khi phong trào đồng khởi đang lên mà ông Thảo lại thả tù. Người mới bị bắt thì được đối xử tử tế, gom vào sân vận động giải thích rồi cho về hết, làm nhụt ý chí chiến đấu của quần chúng. Đó là một tên tỉnh trưởng bị dân rất nguy hiểm, cần phải trừ khử. Hy hữu vụ quân ta giết quân mình. Sáng Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa, 26 tháng 10 năm 1961, một cuộc meeting lớn biểu dương lực lượng được tổ chức tại quảng trường An Hội, ngay đầu cầu Bến Tre 1, ngày nay là chợ Vườn Hoa. Hàng ngàn người dân, binh lính, công chức và học sinh được huy động để đến dự lễ do tiểu khu trưởng kiêm tỉnh trưởng Kiến Hòa, Trung tá Phạm Ngọc Thảo chủ trì. Sau khi ông Thảo đọc diễn văn, lúc đó khoảng 8 giờ 30 tới phần diễu hành, một trái lựu đạn rơi cách ông Thảo khoảng 1,5 mét, không thấy nổ. Một trái cách ông Thảo khoảng 5 mét cũng không nổ luôn. Ông Thảo chụp trái lựu đạn đang xì khói, lúng túng không biết xử lý làm sao. Nếu lượng ra bên ngoài thì chết dân, lượng bên phải, bên trái thì chết giàn thiếu nhi nhà thờ. Đang không biết phải làm sao thì thấy khói dần dần mỏng ra. Ông biết lựu đạn lép nên nắm chặt luôn và thế là thoát chết trong gang tấc. Vụ việc này do tỉnh ủy Bến Tre sắp đặt. Hai thành viên cho đoàn học sinh của trường công lập Kiến Hòa là Đặng Quốc Tuấn, bí danh 6 Tuấn và Ngô Văn Thiều là người thực hiện. Ngô Văn Thiều bị cảnh sát bắt tại chỗ. Đặng Quốc Tuấn lợi dụng hỗn loạn đã chạy thoát về điểm hẹn tại nhà của Ngô Văn Thiều, nhưng đã bị cảnh sát đón lõng cùng 3 quả lựu đạn tự chế trong nhà vẫn chưa sử dụng. Ngày hôm sau, báo chí Sài Gòn rầm rộ giật tít, đăng tin khá đậm về vụ ném lựu đạn ám sát tỉnh trưởng Kiến Hòa, Trung tá Phạm Ngọc Thảo, do hai học sinh lớp 10 thực hiện và bị bắt ngay tại chỗ. Báo giới cũng loan tin, trước ngày xét xử vụ án, cảnh sát Kiến Hòa đã phát hiện và ngăn chặn một kế hoạch của biệt động Bến Tre tổ chức đánh úp tại phiên tòa với âm mưu giải cứu cho hai học sinh và đội viên biệt động Bến Tre, nhưng bất thành. Sau khi bị bắt một tuần, ông Thảo có gặp hai người đó. Lần đó, một cố vấn Mỹ thẩm vấn, ông Thảo làm phiên dịch, hỏi: tại sao là học sinh mà đi ám sát tỉnh trưởng ngay tại ngày Quốc khánh? Có phải Cộng sản giao việc không? Ai là người giao việc? Trả lời: do chính quyền độc ác, đàn áp, ức hiếp, giết hại dân, chúng tôi học tập gương của Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, đứng lên đấu tranh, không liên quan gì tới Cộng sản, không có ai giao việc cả. Ông Thảo dịch như thế nào, ông Sáu Tuấn cũng không biết. Ông Thảo chỉ nói với hai ông: các em còn nhỏ, phải lo chuyện học hành, chính trị là chuyện của người lớn. Sau này lớn lên, muốn làm gì thì làm. Tham gia đảo chính. Do có nhiều tố cáo nghi ngờ ông là cán bộ Cộng sản Nam Vùng, anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu đã ngưng chức tỉnh trưởng Kiến Hòa và cho ông sang Hoa Kỳ học một khóa về chỉ huy và tham mưu. Năm 1962, Phạm Ngọc Thảo được bổ nhiệm làm thanh tra ấp chiến lược trực thuộc Phủ Tổng thống. Thời gian này, mối quan hệ giữa ông và ông Trần Kim Tuyến, Huỳnh Văn Lang càng thân thiết. Trong những năm 1962-1963, phong trào đồng khởi lan rộng. Biết trước sau gì, Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng bị người Mỹ lật đổ để dựng lên một chính quyền nguy hiểm hơn. Phạm Ngọc Thảo cùng với Trần Kim Tuyến và giáo sư Huỳnh Văn Lang lên một kế hoạch đảo chính với mục tiêu đổi chế độ nhằm vô hiệu hóa ý đồ của người Mỹ. Tháng 9 năm 1963, Trần Kim Tuyến, nguyên giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị, thực chất là trùm mật vụ, cùng với Phạm Ngọc Thảo âm mưu một cuộc đảo chính. Theo kế hoạch này, lực lượng đảo chính sẽ vẫn giữ Ngô Đình Diệm làm tổng thống, chỉ buộc Ngô Đình Nhu ra nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch bị lộ, Trần Kim Tuyến bị đưa đi làm lãnh sự ở Ai Cập. Ngô Đình Nhu không tin Phạm Ngọc Thảo tham gia kế hoạch này.
Thứ nhất, ông Nhu không tin ông Thảo phản bội. Thứ hai, trong tay ông Thảo không có quân. Thực ra lúc đó, ông Thảo đã được nhiều sĩ quan chỉ huy ở quân đoàn 3, quân đoàn 4, một số đơn vị biệt động quân, bảo an, hậu thuẫn. Cuộc đảo chính không thành chủ yếu do thành phần đảo chính không phải là những người mà Mỹ có thể nắm được. Và như chúng ta đã biết, ngày 1 tháng 11 năm 1963, một nhóm tướng lĩnh do Mỹ bật đèn xanh đã tiến hành đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Anh em ông Diệm, Nhu bị chết thảm. Hội đồng quân nhân cách mạng do tướng Dương Văn Minh đứng đầu lên nắm quyền. Phạm Ngọc Thảo, dù không chủ động tham gia cuộc đảo chính này, vẫn được Hội đồng quân nhân cách mạng cử làm tùy viên báo chí, sau đó được cử sang Mỹ tu nghiệp. Hội đồng quân nhân cách mạng cầm quyền được 2 tháng đã bị tướng Nguyễn Khánh và tướng Trần Thiện Khiêm hai lần chỉnh lý, thâu tóm mọi quyền lực. Lên cầm quyền, Nguyễn Khánh rút Phạm Ngọc Thảo về nước, cử làm giám đốc báo chí, phát ngôn viên chính phủ. Lúc này, ông được thăng hàm đại tá. Mâu thuẫn giữa các tướng lĩnh trong giới cầm quyền ngày càng gay gắt. Nguyễn Khánh tiếp tục loại bỏ Trần Thiện Khiêm, đưa ông tướng này đi làm đại sứ tại Mỹ. Phạm Ngọc Thảo cũng được đưa sang Mỹ làm tùy viên văn hóa, quân sự vào đầu tháng 10 năm 1964. Ông đưa luôn vợ con sang để định cư ở Mỹ cho tới ngày nay. Tuy nhiên, sau đó, do nghi ngờ Phạm Ngọc Thảo, nên cuối năm 1964, Nguyễn Khánh ra lệnh triệu hồi Phạm Ngọc Thảo về nước với ý đồ sẽ bắt ông tại sân bay Tân Sơn Nhất. Phạm Ngọc Thảo đã khôn khéo, không về đúng giờ bay dự định nên đã thoát. Có mặt ở Sài Gòn, ông bí mật móc nối tổ chức lực lượng, kéo tướng Lâm Văn Phát và hàng chục sĩ quan khác tiến hành cuộc đảo chính ngày 19 tháng 2 năm 1965. Theo một tài liệu mà ông nắm được, Mỹ và Nguyễn Khánh đã thỏa thuận sẽ ném bom xuống miền Bắc vào ngày 20 tháng 2 năm 1965. Vì vậy, cuộc đảo chính này sẽ tiến hành đúng ngày 19 tháng 2 với tên gọi Chiến dịch Nguyễn Huệ nhằm chặn đứng âm mưu trên. Điều kỳ lạ là lúc đó, Phạm Ngọc Thảo tuy là đại tá thế nhưng không cầm quân và đang bị Nguyễn Khánh truy bắt, lại có thể tổ chức và chỉ huy được một lực lượng không dưới một sư đoàn làm binh biến. Cuộc binh biến do tướng Lâm Văn Phát cầm đầu về danh nghĩa, còn thực tế là do Phạm Ngọc Thảo tổ chức và chỉ huy. Sau này, người ta gọi ông là Tư lệnh Hành quân 19 tháng 2. Chỉ trong một ngày, lực lượng đảo chính đã chiếm được Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, tức trạm Lê Văn Duyệt, Đài phát thanh Sài Gòn, Bến Bạch Đằng và sân bay Tân Sơn Nhất. Đáng tiếc là do một số sơ sót trong hợp đồng tác chiến, Nguyễn Khánh đã được Tư lệnh Không quân lúc đó là Nguyễn Cao Kỳ cứu thoát. Cái ông Phạm Ngọc Thảo này rất lạ. Hồi đó, nhiều người nghĩ rằng ổng là cộng sản, nhưng lạ là không ai làm gì được ổng. Ổng nói nhỏ nhẹ và rất thuyết phục, ai cũng nghe. Năm 1965, tôi mà không ăn cản thì ổng đã làm thủ tướng rồi. Đó là những gì mà ông Kỳ kể về sự tinh quá đến khôn lường của ông Thảo. Cuộc đảo chính diễn ra bất ngờ tới mức tôi không kịp mặc quần áo, chỉ mặc may ô, chui hàng rào thép gai ra lấy máy bay chạy về Biên Hòa. Sau đó, ông Thảo lên Biên Hòa gặp tôi, cùng đi có một đại tá Mỹ. Ông thuyết phục tôi ủng hộ quân đảo chính. Nói thật là tôi không ưa gì Nguyễn Khánh, nhưng quân đội đánh nhau là tôi không đồng ý. Tôi bảo, các anh phải cho quân về ngay doanh trại, đến 5 giờ chiều mà không giúp quân, tôi sẽ cho máy bay ném bom. Ông Kỳ hồi tưởng lại cho một cuộc phỏng vấn, và đây cũng là nguyên nhân khiến cả cuộc đảo chính thất bại. Lẩn trốn. Về sau, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ và một số tướng lĩnh được sự hậu thuẫn của người Mỹ đã lựa gió phất cờ, họp hội đồng tướng lĩnh buộc Nguyễn Khánh từ chức và trục xuất ông này ra nước ngoài với danh nghĩa làm đại sứ lưu động, cử tướng Nguyễn Chánh Thi làm chỉ huy chống đảo chính, ra lệnh cho Phạm Ngọc Thảo, Lâm Văn Phát cùng 13 sĩ quan đầu sỏ tham gia vào đảo chính trong vòng 24 giờ phải ra trình diện. Phạm Ngọc Thảo, tướng Lâm Văn Phát, trung tá Lê Hoàng Thao, trung đoàn trưởng trung đoàn 46 bỏ trốn. Tháng 6 năm 1965, Hội đồng tướng lĩnh giải tán chính phủ dân sự của Phan Huy Quát, đưa tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, tương đương với quốc trưởng. Tướng Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương, tương đương với thủ tướng. Chính quyền Thiệu Kỳ lập tòa án quân sự để xử những người tham gia đảo chính. Phạm Ngọc Thảo bị kết án tử hình vắng mặt. Chúng treo thưởng 3 triệu đồng cho ai bắt được ông. Phạm Ngọc Thảo tiếp tục hoạt động bí mật ở Sài Gòn, cho xuất bản tờ Việt Tiến để tập hợp lực lượng. Mỗi ngày, báo phát hành trên 50.000 tờ tuyên truyền tinh thần yêu nước. Ông được các giám mục, linh mục, giáo dân công giáo cùng với nhiều bạn bè trong và ngoài quân đội giúp đỡ, bảo vệ. Ông có một hàng rào bảo vệ rộng lớn từ các sứ đạo Biên Hòa tới Hồ Nai, Thủ Đức, có nhiều linh mục giúp đỡ in ấn, phát hành tờ Việt Tiến. Ông Võ Văn Kiệt kể lại: "Tôi thấy Phạm Ngọc Thảo quá khó khăn nên đi tìm anh
để đưa về chiến khu. Thế nhưng anh Bảo vẫn còn khả năng đảo chính thành công, quyết tâm ngăn chặn bàn tay đế quốc Mỹ định đưa quân viễn chinh vào miền Nam, cản trở kế hoạch ồ ạt đổ quân vào Đà Nẵng cuối tháng 5 năm 1965. Thậm chí, vỏ bọc của ông còn hoàn hảo tới mức Đại sứ quán Mỹ cũng đề nghị đưa ông ra nước ngoài an toàn, nhưng ông từ chối. Trong công văn tháng 6 năm 1965 của tình báo Mỹ có nhan đề Đại tá Phạm Ngọc Thảo, địa mật này đánh số 00780 do William Kirby, phó giám đốc về kế hoạch của cơ quan CIA ở Sài Gòn viết. Điều 1, đã phát hiện Phạm Ngọc Thảo tung tăng lượn phố ngay giữa Sài Gòn và giúp đỡ của chủ bút một tờ báo bí mật. Điều 2 và 3 thì bị xóa đi. Nhưng điều 4 đã đủ để cho ta biết rằng CIA muốn diệt ông từ lâu rồi. Điều 4, vấn đề này quả là nghiêm trọng trên hai phương diện. Thứ nhất, chính quyền hiện hành của Việt Nam Cộng Hòa vẫn ngại ngùng, không có chủ trương bắt và hành hình Phạm Ngọc Thảo. Còn rất ít nghi ngờ về chỗ ẩn nấp của Thảo ở Sài Gòn, cũng như một kế hoạch phối hợp với cảnh sát để bắt giữ Thảo. Chính quyền Sài Gòn lại luận giải một cách chắc chắn rằng Thảo là một biểu tượng của người Công giáo, tới mức việc bỏ tù hoặc thủ tiêu Thảo trong tình hình như thế này sẽ gây bùng nổ. Cách suy luận như thế của Thủ tướng Quát lại được dung túng bởi công văn số 4003 ngày 2 tháng 6 của Sứ quán Mỹ từ Sài Gòn. Theo đó, Đại sứ Taylor báo cáo rằng Quát đã nhất trí để cho Thảo và một số người khác bí mật rời đất nước, cho dù chính Quát hiểu rằng cần có một kỷ luật cấp quốc gia cao hơn. Sự chần chừ của chính phủ Phan Huy Quát trong việc thẳng tay đàn áp những người cách mạng, kể cả phong trào Công giáo yêu nước ở miền Nam, đã dẫn tới quyết định của Mỹ đôn lên một bộ sọ mới mạnh tay hơn. Tới ngày 24 tháng 6 năm 1965, lý lịch của kẻ đã cùng người Mỹ đàn áp Phạm Ngọc Thảo trong cuộc trình biến tháng 5 là Nguyễn Văn Thiệu đã được CIA trình lên thượng cấp. Ngay cả trong công văn này, tên của Phạm Ngọc Thảo vẫn được nêu bật ngay sau tên của hai gà trọi mới của Mỹ là Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ. Được thăng chức Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, Thiệu lập tức lùng bắt Phạm Ngọc Thảo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Kể từ lần đảo chính bất thành, cho dù có phải là người của Cộng sản cài cắm hay không, thế nhưng việc đảo chính làm tình hình chính quyền Sài Gòn nhiễu động, khiến Phạm Ngọc Thảo trở thành cái gai phải nhổ đi càng sớm càng tốt của Thiệu và Kỳ. Và rồi, điều gì đến cũng đã phải đến. Ra đi đau đớn. Dẫu vậy, để níu kéo cơ hội đàm phán, thông qua linh mục Nguyễn Quang Lãm, một cuộc gặp mặt giữa ông Nguyễn Cao Kỳ và ông Phạm Ngọc Thảo đã được xúc tiến. Cha Lãm muốn đưa ông Thảo tới trại Phi Long, căn cứ không quân, gặp Nguyễn Cao Kỳ. Nhưng vì mỗi lần gặp ông Kỳ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện anh ta ở đâu một cách sốt sắng, nên vị linh mục đâm ra cảnh giác. Nhỡ ra tướng Kỳ nổi hứng hay nổi đoá muốn giữ Phạm Ngọc Thảo lại nộp cho cơ quan an ninh thì sao? Vì vậy, thay vì đưa ông Thảo tới, Cha Lãm đến gặp ông Kỳ, đề nghị đưa ông Kỳ đến gặp ông Thảo tại một địa điểm bí mật với điều kiện đi một mình, không cho cận vệ đi kèm, không dắt súng lục, không nhấc điện thoại gọi về dù chỉ bảo hôm nay không về nhà ăn cơm. Hôm đó, ông Kỳ ok nhưng bảo đang bận, hôm nay không đi được. Cha Lãm thuật lại chuyện này với Phạm Ngọc Thảo, nhưng ông Thảo bảo cha không cần cẩn trọng như vậy, rằng ông có thể tới trại Phi Long gặp ông Kỳ được. Mời ông ta ra chỉ cho thấy mình yếu bóng vía và không tin cậy ông ta. Hai hôm sau, Cha Lãm tới nơi ông Thảo lánh nạn tại một cao ốc trên đường Ngô Đức Kế để đưa ông Thảo vào trại Phi Long, thì ông Thảo đã rời khỏi chỗ này rồi. Một tuần sau, Cha Lãm mới hết lo lắng khi ông Thảo nhắn cha lên Biên Hòa và cho biết mình đang ở chỗ xứ Cha Cường. Biết tình hình của mình rất nguy hiểm, ông phải liên tục chuyển chỗ ở. Có khi ông ở ngay sát gần bốt cảnh sát, ở chỗ nào ông cũng cho linh mục Nguyễn Quang Lãm biết. Cuối cùng, khi những nơi khác không an toàn, ông về xứ Đăng Minh của Cha Cường ở Thủ Đức, rồi tới trú tại tu viện Vước Sơn. Tại đây, Cha Lãm cũng làm hết sức mình để ông được an toàn. Ông được các linh mục hết lòng bảo vệ. Tuy nhiên, theo Cha Lãm, thì chính lòng tốt và sự thật thà của các linh mục bảo vệ đã khiến ông bị lộ. Lúc 3 giờ sáng, ngày 16 tháng 7 năm 1965, khi ông vừa ra khỏi đan viện Phước Lý, thì bị an ninh quân đội mai phục sẵn, rồi bắt đưa về một suối nhỏ ở gần Tam Hiệp, Biên Hòa, thủ tiêu. Tuy nhiên, Phạm Ngọc Thảo không chết mà chỉ bị ngất đi vì viên đạn chỉ trúng cằm. Được các linh mục đưa về giáo xứ Đăng Minh cứu chữa, mật vụ Việt Nam Cộng Hòa cũng lần theo các linh mục để truy bắt ông. Cha Lãm cho biết, bọn chúng cấp tốc đưa Phạm Ngọc Thảo về Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 trong tình trạng bị thương rất nặng. Một chiếc trực thăng H-34 chở ông thẳng về Bộ Tổng tham mưu. Tại đây, người của Nguyễn Ngọc Loan đã chở sẵn.
lúc đó là 7 giờ tối ngày 16 tháng 7. Trên quốc lộ 4, những người thân của Phạm Ngọc Thảo cũng rú ga xe chạy tới Mỹ Tho và Cần Thơ để gặp hai vị giám mục. Đã có những cú điện thoại gọi về trong đêm cho Trung tướng Thiệu, nhưng ngay trong đêm hôm đó, ông Thảo đã chết rồi. Tài liệu chính thức của ta hiện nay đều nói về cái chết của Phạm Ngọc Thảo. Ông bị an ninh chính quyền Sài Gòn bắt đem đi thủ tiêu vào ngày 15 tháng 7, nhưng ông chỉ bị thương nặng, được các linh mục và nữ tu đem về một tu viện chăm sóc. Sau đó, nhà cầm quyền truy lùng tung tích và bắt ông đưa về cơ quan an ninh quân đội vào ngày 16 tháng 7. Tại đây, Nguyễn Ngọc Loan và thuộc hạ đã tra tấn và bóp hạ bộ của ông cho tới chết trong đêm hôm đó. Báo chí và dư luận ở Sài Gòn trước giải phóng cũng nói như vậy. Ai giết Phạm Ngọc Thảo? Thế nhưng, sự việc vẫn không dừng lại ở đó. Chính cha Lãm đã trực tiếp gặp Nguyễn Ngọc Loan để hỏi cho ra nhẽ. Tướng Loan chối, bảo rằng không có chuyện đó, rằng ông Thảo chết là do bị thương quá nặng. Thậm chí, ông ta còn nói mình không liên quan tới chuyện bắt bớ ông Thảo. Vị linh mục nói, ông đã đem lời của tướng Loan kể lại cho đàn em và bạn bè của Phạm Ngọc Thảo, nhưng không ai tin. Về sau, khi hỏi Nguyễn Cao Kỳ, chính ông cũng nói là sau lần tiếp xúc ở Biên Hòa, ông không gặp Phạm Ngọc Thảo nữa và không quan tâm tới chuyện của ông ấy. Nhưng khi được hỏi về mối nghi rằng chính tướng Nguyễn Ngọc Loan đã tự tay giết chết Phạm Ngọc Thảo, ông Kỳ đã đáp, tôi không biết ông Loan có giết ông Thảo hay không, nhưng mọi quyết định đều do ông Thiệu. Điều chắc chắn là Nguyễn Văn Thiệu không tin ông Thảo là cộng sản, bởi ông ta biết các vị chức sắc công giáo cùng nhiều sĩ quan thuộc quyền ông ta cũng không tin ông Thảo là cộng sản. Cứ theo tính chất bắc cầu như thế mà suy, ông Thảo không phải là cộng sản. Đến cả tập hồ sơ mà CIA viết về ông cũng nghĩ như vậy. Việc Thảo không sợ bị trừng phạt còn do ông ta được bảo trợ bởi các thủ lĩnh quân sự công giáo. Cũng không có bằng chứng rõ rệt Thảo đang không được Việt Cộng hỗ trợ một cách bí mật. Nhưng Phạm Ngọc Thảo vẫn phải chết vì ông là một đối thủ đáng gờm của người cầm quyền. Một người được giới chức sắc công giáo hậu thuẫn, được giới quân sự nể phục. Một người tay không mà tổ chức cả một cuộc binh biến khiến cho Nguyễn Khánh đang nắm trong tay cả một đội quân phải chạy tóe khói. Người ấy không đáng gờm sao được. Còn nếu Nguyễn Văn Thiệu, nếu các vị giám mục, linh mục tin Phạm Ngọc Thảo là cộng sản thì chưa chắc ông đã bị thủ tiêu, mà thay vào đó, Côn Đảo sẽ là nơi ở của ông tới tận lúc chết. Đồng quan điểm trên, linh mục Nguyễn Quang Lãm, chủ bút báo Xây Dựng đã đăng một loạt bài điều tra 40 kỳ về cái chết của ông. Chưa hết, gần 10 năm sau, vào năm 1974, cha Lãm còn viết một loạt bài nhiều kỳ đăng trên báo Hòa Bình, lại đề cập tới việc ai đã giết Phạm Ngọc Thảo, ai đã bán đứng Phạm Ngọc Thảo. Trong đó, ông có đưa ra quan điểm: tôi biết chắc những người có dụng ý loại trừ Thảo không muốn chuyện bắt bớ kéo dài, kéo theo nhiều chuyện lôi thôi, bởi họ không thể không biết đại tá Phạm Ngọc Thảo rất được cảm tình và sự che chở của nhiều chức sắc cao cấp công giáo. Nếu Phạm Ngọc Thảo bị giải về Sài Gòn chờ ngày ra tòa lãnh án thì tất nhiên sẽ có nhiều tiếng nói can thiệp, nhiều áp lực ngay cả do phía tòa đại sứ Mỹ. Vì vậy, biện pháp áp dụng là thủ tiêu ngay. Sống mãi với lịch sử. Hy sinh bi thảm khi mới 43 tuổi, nhưng những gì mà ông làm được thực sự vô cùng hiếm thấy. Vừa tạo nên một vỏ bọc hoàn mỹ mà vẫn có thể hành động vì nước, vì dân, vì cách mạng mà không che giấu. Cho tới bây giờ, khi biết ông là người của cách mạng, những bạn bè và người quen biết ông từ phía bên kia vẫn yêu mến, vẫn ngưỡng mộ ông. Linh mục Nguyễn Quang Lãm không những che chở, giữ liên lạc mà làm tất cả những gì có thể làm được để giúp Phạm Ngọc Thảo mọi lúc, mọi nơi, mà còn đang công khai trên báo chí những điều tốt đẹp nhất về Phạm Ngọc Thảo. Dù ai còn nói ông Thảo là cộng sản, ông cũng mặc kệ. Đại tá Phạm Ngọc Thảo là người can đảm, một kẻ dám làm một cái gì, một người có những tư tưởng lạ, những tư tưởng lớn về chuyện đất nước. Ngay trong điện mật của CIA, William Kirby, phó giám đốc về kế hoạch cơ quan CIA ở Sài Gòn, cũng đã phải ca ngợi ông tại phần đầu điều 5. Điều 5, vấn đề thứ 2 là cốt cách của Thảo. Ông ta tin vào sứ mạng cứu nhân độ thế, xả thân về dân tộc của mình như một thiên sứ. Ông ta biết rõ mình phải làm gì, lung lạc được Thảo bởi tiền tài hay hình phạt, kể cả tử hình, để ông ta ngừng tạo ra tình thế chỉ có lợi cho một mình Việt Cộng, rõ ràng là điều không thể. Sau năm 1987, báo chí trong nước có viết một số bài về Phạm Ngọc Thảo, nội dung còn sơ lược, chủ yếu dựa vào lý lịch và bảng thành tích được công bố. Trong khi ở nước ngoài, nhiều người từng ở phía bên kia quen biết Phạm Ngọc Thảo cũng viết về ông.
Bên cạnh việc thuật lại các góc độ khác nhau về những sự kiện mà họ chứng kiến là những phỏng đoán về ông. Để rồi, với việc công nhận là người của ta vào ngày 30 tháng 8 năm 1995, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, Liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo mới được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ván bài lại thêm một lần nữa được lật ngửa trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều bên liên quan cũng như công chúng. Từ đây, một siêu tình báo nữa như những Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ đã lộ diện. Sinh thời, Thủ tướng Võ Văn Kiệt bao giờ cũng rơm rớm nước mắt mỗi khi nhắc tới Phạm Ngọc Thảo. Đối với ông, Phạm Ngọc Thảo là nhà tình báo kiệt xuất, là người anh hùng hội đủ nhân, trí, dũng. Ông đau xót vì đã không cứu được Phạm Ngọc Thảo, mặc dù ông đã làm hết cách, thậm chí bảo ông Thảo lên chế khu. Giá như ngày đó, ông cứng rắn làm tới, chắc ông Thảo sẽ không hy sinh như thế này. Còn ông Mười Hương, khi giải thích lý do vì sao công nhận liệt sĩ và phong anh hùng chậm cho Phạm Ngọc Thảo, thì đã khóc như một đứa trẻ. Phong anh hùng 10 lần cho Phạm Ngọc Thảo cũng xứng đáng, nhưng chưa thể được vì vợ con Thảo đang ở Mỹ. Khi chiếu phim Ván bài lật ngửa, tôi gọi cho ông Trần Độ, lúc ấy làm trưởng ban văn hóa văn nghệ Trung ương, bảo hãy cấm ngay cái phim đó đi, đừng làm hại vợ con Phạm Ngọc Thảo. Ông Phạm Xuân Ẩn cũng kể rằng, sau khi Phạm Ngọc Thảo bị hại, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã đề nghị chính quyền Mỹ trục xuất vợ con ông Thảo. Lúc đó ở Mỹ có một cuộc vận động bảo vệ vợ con ông Thảo, ngay cả những nhà báo Mỹ chống cộng cũng đã phản đối. Vì vậy mà vợ con ông Thảo vẫn bình an vô sự cho tới bây giờ. Ông Trần Bạch Đằng, tác giả cuốn Ván bài lật ngửa, nhận xét: các nhà tình báo thông thường có nhiệm vụ giấu mình, thu thập, khai thác tin tức chuyển về trung tâm. Riêng Phạm Ngọc Thảo đi thẳng vào hàng ngũ kẻ thù, tung hoành hoạt động vì Tổ quốc cho tới tận lúc hy sinh, trường kỳ mai phục và độc lập tác chiến. Anh là người tình báo đặc biệt có 102. Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói: anh Phạm Ngọc Thảo đã nhận một nhiệm vụ đặc biệt chưa từng có tiền lệ trong công tác cách mạng của chúng ta. Like và tương tác của chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Người Kể Sử. Đường link mình có gắn phần mô tả và top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battle Cry Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị thế giới vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn thích những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thường Trường Ký Chuyện nhé. Đây là dự án mới nhất của team mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!